Vâng, xin kính chào tất cả các bác đối với kênh bán hàng với em nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở 1 giúp em thôi nhé. Bác nào cần tư vấn gì thì các bác gọi bên cơ sở 2. Vâng, ngày hôm nay xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng chép cùng mấy cái hồng phễu siêu phẩm này các bác luôn. Vâng nhá, tổng hồng phễu siêu phẩm. Và chắc chắn năm nay nó sẽ là con năm bùng nổ cho những cái dòng này. Và trước đó các bác sử dụng những cái loa mà chép giấy mà cảm thấy hát nó bị yếu hoặc bị mờ tiếng hoặc chứ không sáng hoặc bị cháy rồi thì ngay bây giờ các bác có thể thay đổi cách chơi cho em một cách vô cùng tiết kiệm và hiệu quả thôi nhé. Thì trước đó các bác muốn nghe chép kèn nhưng mà nó không có những ống phễu như này đấy thì các bác không biết lắp chép kèn vào tủ gì, nhưng ngay bây giờ nhá thì cái dòng chép chép kèn 10cm này nó tương ứng với con chép giấy này các bác nhá, và các bác có thể thay thế vào lên luôn cho em luôn đó các bác nhá, thay thế vào đây luôn thì chắc chắn là cái này sẽ, cái chép kèn sẽ đưa ra tiếng sáng hơn, mạnh hơn và nó có độ tinh tế hơn rất nhiều đấy. Hôm trước thì em có đăng cái dòng JB333D thì rất nhiều bác đã mua rồi, thì cũng nhiều bác hỏi là em ơi còn có gì dòng nào cao cấp hơn một chút không, thì ngay bây giờ đây là dòng cao cấp hơn thôi nhá, dòng chép turbo sâu CD 1.1, các bác có thể check ở trên thông tin của nó cũng có luôn rồi nhá. Thì cái họng này thì bên em cũng có bán lẻ luôn các bác nhá, mà các bác có chép rồi thì bên em bán đôi họng này là 80.000 một đôi bao ship cho anh em luôn đấy, 80.000 một đôi bao ship cho anh em. Ok, họng này nó rất là đa năng các bác nhá, có thể lắp được chép 250 này, 350 và 450 luôn đấy. Và khi lắp cái này vào đây các bác không phải lòng thòng một cái gì cả, không cần phải dùng tụ tức gì cả, bởi vì trong phân tần của cái loa này đấy nó có tụ để cản hết rồi thôi nhá, nó trong phân tần nó có hết rồi à, có một con tụ cản ở trong rồi, thế là các bác chỉ cần cắm vào xe luôn, các bác không phải lắp cái thiết bị ngoài nào là hộp này hộp kia làm gì mất thời gian ta, bởi vì độc qua các bác tính là một cái bộ hộp đấy mà các bác mua ngoài nó đã tốn tiền vài trăm rồi, nhưng mà đây là phương pháp các bác lắp trực tiếp vào đây đảm bảo cho các bác cái gì ạ, vừa hay vừa rẻ vừa hiệu quả cho các bác luôn. Thứ nhất là nó tiết kiệm cái tiền hộp đi, đã được mấy trăm ngàn rồi các bác nhá. Và thứ hai lắp vào đây rất là thẩm mỹ các bác nhá, rất thẩm mỹ rất là đẹp. Đấy. Thứ ba là nó tiếng mình nó hay hơn, sáng hơn và nét hơn mà không cần phải câu dây đục lỗ gì cả các bác nhá, chỉ có việc cắm vào là chạy thôi. Bởi trong cái phân tần của cái loa này nó có cái phần cắt chép rồi, các bác chỉ cần cắm vào là chạy thôi. Đấy. Mà các bác nghe qua. Tiếng rất là nét, rất là sáng. Đó, mà không cần phải câu dây đục lỗ gì cả, chỉ cần cắm vào chạy thôi. Đấy. Trong phân tần của này nó có đầy đủ tụ lọc chép hết cho các bác rồi. Đấy, cực kỳ là hiệu quả các bác nhé. Đấy. Các bác lắp vào cái là cắm dây từ con chép kia lên, thế là nó chạy luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Một đôi họng như này bên em đang bán là 80.000 một đôi này, bao ship cho anh em luôn, và một bộ combo có nhầm cùng cả chép cả họng này. Dòng turbo sâu này bên em đang bán là 600.000 thôi nhá, 600.000 một bộ gồm cả hai củ chép, hai đôi phễu và bao ship cho anh em luôn. Đấy, dòng chất lượng cao, các cây từ cái gót ốc của nó cũng làm xịn xò rất nhiều các bác nhá, gót ốc của nó block cục giác đấy, cầu màu vàng rất đẹp đấy, tiếng rất là sáng nét và nó thay đổi toàn bộ cục diện của cái loa của mình luôn đấy. Rất nhiều bác thích nghe tiếng chép tiếng ti tách nhưng mà không biết làm thế nào, thì ngay bây giờ cái phương pháp này bây giờ nó mới có thôi nhá, bởi trước đó các bác muốn lắp nhưng mà nó không có ống phễu này thì lắp làm sao được, đúng không? Bây giờ nó có rồi các bác nhá, tuyệt vời luôn. 600.000 một bộ combo gồm cả hai củ chép và hai đôi phễu luôn. Còn bác nào thích mua phễu thì là giá là 80.000 một đôi thôi nhá, bao ship cho anh em luôn. Đấy, tiếng rất là sáng rất là liếc, rất là quê luôn nhá. Đó. Đấy. Một chi tiết mua hàng các bác gọi điện thoại cơ trực tiếp bên cơ sở 1 thôi nhá. Còn các bác cần tư vấn gì thì qua bên cơ sở 2 giúp em. Ok. 600.000 một bộ combo các bác nhá, 600.000 một bộ combo hai chép hai cái phễu luôn, bao ship cho anh em luôn nha các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.